Xin Xin chào chào các các em em thân thân mến. mến. Chào mừng Chào các mừng em các em quay trở quay trở lại lại với với bài bài trên kênh kênh YouTube YouTube của của thầy. thầy. Hôm Hôm nay nay thầy thầy giới giới thiệu thiệu với với em em một một phương phương pháp pháp tiếp tiếp theo theo trong trong chuyên chuyên đề đề một một số số phương phương pháp pháp giải giải toán toán thông dụng, phương pháp chuyển chuyển bài bài toán toán ở ở học học hành, hành, bài bài toán toán phép tương phép tương đương đương hay hay còn còn gọi gọi là là phương phương pháp pháp trung bình. Thì Thì cũng cũng giống giống như như các các cái cái bài bài giảng giảng giải giải trước trước giải giải cái bài bài giảng giảng này, này, video video này này thì đăng đăng tải tải lên 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 với thời với gian thời rất gian ngắn rất ngắn vài vài phút phút thôi. thôi. Nó là Nó là chụp chụp hình hình ảnh ảnh lại lại của của bài bài giảng giảng mà mà thầy thầy đã đã giảng giảng đầy đầy đủ, đủ sẽ đăng lên Facebook, Facebook, TikTok TikTok là là kênh kênh YouTube YouTube khác của khác thầy, của là thầy, là kênh kênh thầy kênh dạy dạy lên lên kênh kênh YouTube YouTube khác khác đấy. đấy. Vậy Vậy thì thì ở ở trong trong cái cái bài bài giảng giảng này này này, này, các các bạn bạn lưu lưu ý ý thầy thầy nhé, nhé, toàn toàn bộ bộ bài bài giảng giảng thầy thầy đã đã đăng đăng tải, tải, không có nào mà không có phí nào mà cả, phí cả, toàn bộ toàn đó bộ là đó free hết, là các free bạn hết, các nhận bạn nhận nhận lưu ý cho lưu ý thầy cho thầy miễn miễn phí phí hết 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 để để đừng đừng hỏi hỏi lại lại cho cho thầy 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 bắt bao bắt nhiêu bao nhiêu phí. phí. Các bạn Các ấy bạn nhận ấy nhận phí phí khi khi mà mà các các bạn bạn nhận nhận toàn toàn bộ bộ tài tài liệu liệu mà mà thầy thầy chia chia sẻ sẻ đúng đúng không không ạ? ạ? Còn Còn những những tài tài liệu liệu mà mà thầy thầy chia chia sẻ sẻ khác. khác. Những Những tài tài liệu liệu mà mà thầy thầy chia chia sẻ, sẻ, những những tài tài liệu liệu thầy thầy giới giới thiệu thiệu bài bài giảng giảng thì thì lấy lấy thiệu thiệu thầy thầy đi đi thôi, thôi, còn còn những những bài bài giảng giảng đầy đầy đủ 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 bao bao gồm gồm cả cả cái cái bài bài tập tập bổ bổ sung sung nữa nữa đúng đúng không? không? Đúng Đúng không? không? Thì Thì hội hội thí thí các các bạn bạn ok nhé. ok nhé. Vậy thì Vậy hôm thì trước hôm này trước này giới thiệu giới các thiệu bạn các bạn những phương những pháp phương pháp có đại đại số số rồi 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 đúng không? đúng Đúng không? không? Phương pháp mà áp dụng Áp từ dụng đổi từ bỏ đổi thứ bỏ lượng vào thứ toán lượng nguyên vào tố toán nguyên rồi, tố rồi, phương pháp phương tăng pháp giảm tăng khối giảm lượng khối rồi, lượng phương rồi, pháp ghép vào phương nhân pháp số ghép rồi. vào nhân số rồi. Hôm nay là Hôm phương nay là pháp phương pháp chuyển bài chuyển toán bài hỗn toán hợp hỗn hợp thành thành bài bài toán toán cho cho từng từng đường đường hay còn hay lại còn lại phương phương pháp pháp trung trung bình. bình. Gặp trung Gặp bình trung trung bình bình. ok Ok. ok Okay. ok Đây, Đây, một một số số nhận nhận định định ban ban đầu đầu với với phương phương pháp pháp này, này, nó áp nó áp dụng dụng cho cho cả cả hai hai phần phần là là vô vô cơ cơ và và hình hình cơ. cơ. Các Các bạn bạn các các bạn bạn động động cơ cơ dùng dùng khá khá nhiều nhiều nhé, hai phần hai này phần nhé. này Dùng nhé. cho hai phần. Còn Còn cái phạm vi phạm áp vi dụng áp dụng tổng thể thì qua bài tập nhé. Bài thứ bài nhất, thứ nhất các bạn các bạn xem xem này. Đề bài đây, phân tích phân định tích định hướng. hướng. Và cách Và cách giải. giảng 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 Với cái với bài bài này 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 đưa ra đưa hai ra cách hai giải. cách giảng giảng Cái thứ cái thứ nhất nhất là là sử dụng cái phương pháp phương trung pháp bình trung bình ngay ngay ở ở trong trong phần phần phương phương trình trình học. học. Phần thứ hai là sử dụng Lại cái phương phương pháp pháp khối là lượng khối lượng môn môn trung trung bình, bình chỉ dùng chỉ để dùng xác để định xác khối định lượng khối môn lượng trung môn bình trung của bình các của thành các kim thành loại kim toàn loại toàn toàn kim loại kia kim bạn, loại kia tức tức là những là kim những loại kim loại nằm 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 ở nằm thuộc ở thuộc ở nhóm nhóm 1A trong trong bảng bảng hệ thống hệ tuần thống hoàn. tuần hoàn. Hãy Hãy bắt bắt đầu bắt từ bắt bắt lithium, lithium, sodium, sodium, potassium. potassium. Cái kim loại đằng sau, ta gặp mấy Gặp cái mấy bạn cái này bạn thôi, này thường thường Na Na và và kali. kali. Bài thứ Bài thứ hai 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 về về muối muối carbonate, carbonate phản phản ứng ứng trao đổi. trao Đây phần đổi phân tích phân định phân hướng định này hướng này để để giúp giúp chúng chúng bạn, bạn nếu nếu chưa chưa biết biết cách cách làm làm này, này đọc phần đọc phân phần tích phân định tích hướng định theo hướng cái theo hướng cái làm hướng này làm đi này đi để xem để có xem có làm được làm hay được hay không. không. Nếu Nếu không không được được thì thì xem xem phần phần giải giải sau. sau. Và Và nhân nhân tiện 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 bài bài này, này, tính tính khối khối lượng lượng m m này này giới thiệu giới các thiệu các bạn bạn ba ba phương phương pháp, pháp, phương pháp tăng giảm khối lượng, phương pháp bảo toàn khối lượng, phương pháp bảo toàn nguyên tố luôn. Đọc đọc định hướng hướng chưa 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 dẫn dẫn đường đúng đường không? đúng không? Xem từng Xem từng phần phần một một trong trong nội trong dung bài bài giảng. giảng. Để xác Để định xác kim định loại kim loại m thì m chúng thì ta chúng sử ta dụng sử phương dụng pháp phương pháp trung bình trung này, bình này. phương pháp Pháp trung trung bình. bình. Đây, sử dụng phương pháp trung Phương bình pháp này trung các bình bạn. này các bạn Đúng không? Xác định xác m định đó m là là mb và cn. Còn để còn tính để giá tính trị giá của trị m, m tính giá tính trị giá trị m, m chúng ta chúng ta có có ba ba phương pháp. phương pháp Chúng ta có chúng ta có ba phương ba phương pháp. pháp Cái thứ cái thứ nhất, nhất nhất đấy, nhất cách cách một một này, một này đó là là tăng giảm tăng khối giảm khối lượng. lượng lượng Gốc gốc CO3 CO3 theo phản trong ứng phản ứng thay thế thay bằng thế gốc bằng gốc gốc TL. TL. Cái thứ hai là áp Là dụng áp định dụng luật định bảo luật toàn bảo khối toàn lượng. khối Cách lượng thứ ba cách thứ là ba bảo là toàn nguyên nguyên tố. tố. Giới thiệu Giới lại thiệu lại đây đây cũng cũng là là ba ba phương phương pháp pháp mà mà thầy thầy dự dự định định trong 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 video video bài bài giảng giảng trước. trước. Bài thứ Bài thứ ba, ba. À, cũng Cũng khá khá như như các các tố. tố. Bài này Bài các này bạn các nên bạn có nên hình có dung hình về dung sơ về đồ sơ phản đồ ứng phản các ứng bạn các nhé, bạn nhé. sơ đồ Sơ phản đồ ứng phản đơn. ứng đơn. Đọc phần Đọc định phần hướng định này hướng khá này chỉ khá là chỉ là giảng 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 nhiều phần nhiều định phần hướng định đúng hướng không? đúng Đấy, không? dừng Đấy, video dừng lại video xem lại các xem bạn các nhé. bạn nhé. Ta đọc Ta phần đọc giảng phần tổng giảng thể tổng đây thể đây đây đây. đây.
ở chỗ phần mà sơ đồ phản ứng chuyển hóa cái bài này bài chọn nguyên tố khá phức tạp, khi các bạn 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 xem cái bài giảng đầy đủ bài giảng full được đăng đăng tại trên kênh YouTube Khoa học Trung học từ tháng 9 các bạn nhé. Bài số 4, một bài tập khá chỉ là hay, đây cũng là một trong bài tập phải nghĩ rằng nó khó đấy, nằm trong việc cấp tính được rồi. Bài 3 là bài 4 này, điều này nó được cấp tính được rồi. Dùng cái phương pháp xác định khối lượng một trục bình để xác định cái chất khí còn lại trong sản phẩm giữ nitơ giữ 5 của hạt nổ vàng. Là bài giải. Đã, ok. À, trên đây giới thiệu lại cái video bài giảng mà thầy đã giảng trên kênh Khoa học Trung học Cơ sở tháng 9. Đây chỉ là hình ảnh chụp lại của các bài giảng này thôi, của các bài giảng này. Để cho các bạn mà nào muốn tiết kiệm nhanh thời gian và xem phần này thì mình tốt. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu bài giảng hay có ích, giúp thầy chia sẻ giới thiệu bài giảng của thầy đến các bạn khác, tăng lượt chia sẻ giúp thầy, tăng lượt bình luận, like và nhớ đừng quên đăng ký để nhận được những video bài giảng sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn, chúc bạn học tốt bộ môn học và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài giảng sau.